Liên quan tới những thiệt hại do mưa lũ lại kèm theo việc các hồ đập xả lũ, nên một số địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã bị ngập nặng. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức tuyên truyền, động viên và sơ tán nhân dân lên khu vực an toàn. Vừa mới hoàn thành đợt sơ tán người dân ở các vùng ngập lụt xong, cán bộ nhân viên lái tàu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Xuyên nhận được thông tin gia đình ông Nguyễn Đình Thiếp, bà Nguyễn Thị Lan, năm nay đã 84 tuổi, quê ở thôn 3 xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, đang bị nước lũ cô lập hoàn toàn và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Do dòng nước chảy xiết, sau gần một giờ đồng hồ, cán bộ nhân viên mới tiếp cận được ngôi nhà gia đình ông, đồng thời phá cửa để kịp thời sơ tán ông bà lên nơi an toàn. Vì tình hình lần đầu tưởng được đến nơi đó đi. Thế cũng là linh đời nha, nhưng bây giờ được cảm nghĩ với bộ đội á. Là bố là giúp đỡ để mà đưa ông bà là về nơi an toàn. Trong đợt này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức ứng trực 100% quân số cán bộ chiến sĩ, lực lượng thường trực dân quân tự vệ, sự bị động viên, sẵn sàng sơ tán nhân dân khi có tình huống xảy ra, trong đó tập trung tại 7 xã Hạ Du của đập Kẻ Gỗ, đập Thủy điện Hố Hô và Thủy điện Hương Sơn. Đặc biệt, riêng xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên có trên 1.300 hộ dân đều bị ngập hoàn toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lập Sở Chỉ huy Tiền phương tại huyện Cẩm Xuyên để chỉ đạo sơ tán bà con nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Suốt trong một ngày hôm qua cho đến đêm, chúng tôi phải làm liên tục và nói chung là đã di dời được rất nhiều hộ gia đình ở cái vùng trọng yếu ra khỏi cái khu vực là nguy hiểm. Với cái phương châm là kịp thời, hiệu quả và đảm bảo an toàn, cho nên là Bộ Chỉ huy đã triển khai một cách đồng bộ, tổ chức Sở Chỉ huy phối hợp với các sở ban ngành là tổ chức ngay Sở Chỉ huy tại Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên để điều hành lực lượng phương tiện tham gia ứng cứu trên các hướng. Với phương châm cứu người trước, cứu tài sản sau và bảo đảm an toàn tuyệt đối, tính đến chiều ngày 19 tháng 10 đã tổ chức sơ tán được hơn 7.000 hộ dân với 20.761 người trên các địa bàn của 8 huyện thành phố đang có nguy cơ mất an toàn do lũ, sạt lở đất. Đến nay, quân khu cũng đã hỗ trợ Hà Tĩnh 5 tàu cỡ lớn, 1 xe chở hàng cứu trợ, cùng 500 áo mưa, 20 phao bè, 30 túi đựng chăn, 120 áo phao sẵn sàng tham gia ứng cứu nhân dân khi có tình huống xảy ra.